Ok, ngày 4 tháng 9 năm 2021, 11:54 buổi sáng giờ Hoa Kỳ, kỷ niệm đi bộ từ nhà cho tới Tùng Thư Lệ, coi giờ phải đi đường ngoài này chậm lại đó. Thời tiết vô này hết mùa hè rồi, chuẩn bị mùa đông thê thảm. Mùa đông thì mát mẻ nhưng mà cực quá lạnh, lạnh thì nó dị ứng, nó không hợp với sức khỏe, cũng khổ, mưa nắng cũng mệt, đã bắt đầu là cổ họng mệt, viêm mũi thường xuyên rồi, bụng bắt đầu cứ là bị dị ứng thời tiết, cứ trời mưa là bụng bệnh, mà bệnh rất là thê thảm, không ăn ngủ gì được, thấy như vậy chứ không có cái sức, không có cái đề kháng, không có cái thể lực gì, có ăn gì được, toàn nhịn đói không à, uống nước cũng uống không vô nữa mà ráng lên. Trời, uống gần 40-50 viên thuốc từ ngày hôm kia tới giờ, uống quá trời luôn, uống quá liều luôn. Cái thuốc gì mà họ nói là làm cho sạch bụng á, cũng như sổ á, uống nó còn không sổ luôn á, nó im ru cái bụng luôn. Uống vô là nó phải cho mình chạy toilet ào ào không. Cũng như cái... Yeah, thank you sir, thank you. Nó thấy mình nó kêu từ xa, nó tốt bụng, không đi đường này trận là nó chạy mất à. Hình xui thank so much, so much. God bless. I know medicine again, my stomach sick very much. Thank you, sir. You're welcome. And have to take time. I saw your car run it. Have to be smart this way. I just called you too. Thank you, thank you. God bless you, save my life. I have a heart problem because run too much. It beats so fast, you know what I mean? I can't take it. But I need to go this way. I worry you like, thank you, sir. You're welcome. Yeah, you see, medicine. Perfect. You have a nice day. I'm take right away from my stomach now. Yeah, save my life. Yeah. Trong đây là cái gì? Hồi khuya cháy nhà hay gì đó. What the heck going on? What the heck going on? What the heck going on? Cháy nhà đó, hồi khuya. Chưa bao giờ ở Mỹ này mà thuê phòng, nói chung là ở đây nó lộn. Nói lại là bị cái tình trạng này hết. Something going on here. The fire, fire the truck all the time, fire something. See medicine? Không có đúng sự thật. Là tiền bệnh tật là người ta bao hết, không có chuyện đó đâu. Đừng ngồi đó tin những cái người ác khẩu, ác mồm, ác độc, hoặc những kẻ không biết dốt không, thưa thốt giữa cột. Bây giờ nó giống như mình nghèo, mình đâu có chọn lựa. Sức khỏe mình từ tuổi thơ mà bước ra xã hội, cuộc sống không phải dễ. Nói chung là lỗi tại mình không có lo cho bản thân chu đáo, không biết nên thân, sai sót, chán đời buông xuôi chẳng hạn. Đó, đồ ăn người ta bỏ đó, đồ hộp. Bây giờ cái bệnh bụng này rất là không có khỏe, thành ra không có hứng, không có dám lấy vô nữa, thôi dẹp hết rồi. Thôi, rồi đặt xí soạn đi lụm đồ về, mà cái bụng nó bệnh là phải dẹp hết, không dám ăn đâu. Đó, cái chỗ mà cái xe đẩy đó là đồ lượm, chứ phải là gì hết, đồ lượm. Chứ trong kia một cái bịch đó là sẽ đưa hết ra thùng rác, không được. Bây giờ sợ là cái bụng nó đau, nghèo còn bày đặt ra quan mạng nữa, đúng không? Đeo vàng thiệt thì mới được, đeo vàng thiệt cũng bị luôn, là nó tan như chúng độc á. Không, nó oxy quá, đồ giả còn dữ nữa.
nhà riết rồi rác không, không có cái nào mà không rác hết đi trời. Nè, lụm cái cây tươi nè. Cái gì không biết thì lên YouTube coi người nước ngoài, coi người ta học hỏi, mở mang kiến thức rồi mình qua cái sườn đó mình học theo. Ok, nhận đồ bưu điện là ngày 4 tháng 9 năm 2021. Buổi sáng 12 giờ trưa, nhắc lại cái này là một chai thuốc với lại cái áo y như cái áo đỏ. Không, áo thời trang đỏ lửng thì y vậy mà mua màu trắng. Tính đúng ra không nên mua bây giờ, có thể vài bữa vô mùa đông thì nó rẻ hơn chút. Không, cái áo chìm dưới 7 đồng, 8 đồng chơi được rồi. 15 hơi hao, nhưng mà đồ kiểu nó vậy, đồ mà ở Mỹ nước ngoài văn minh là tính cái, tính con chứ không có tính mét dài. Còn mình ở Việt Nam, mình người Á Châu, mình lạc hậu, mình tính vải đúng không? Đồ em bé có chút xíu cũng 10 đồng cái áo, đồ người lớn bành kỳ, lớn bự chằm dàm gấp 20-30 lần cái đồ em bé cũng 10. Thí dụ vậy, thí dụ cái áo em bé 40, áo người lớn có 10, còn rẻ hơn nữa. Người ta tính cái chứ tính con thôi à, khổ vậy đó.